nói thẳng nha, họ chẳng bao giờ cuộc đời họ giải thoát được. Tại vì sao họ là họ chưa có giác ngộ được. Chưa còn ngộ. Cái cô Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng cô ấy còn đang oan gia thỉnh oan gia thế chủ này, tưởng kiếp luôn bẻ là ông thầy chú Thế Minh là hai người là ấy đó mà ổng là đứng sau lưng chống lưng vậy xúc phạm bậc thánh thì chào bẻ lên bị xuất phát giảng á mới nói á. Thì sau khi mà bà Yến xúc phạm cái là đạo mẫu đủ cái đạo mẫu đây với ông Yến với thầy chú Thanh Minh đây về sau là đạo mẫu chín mấy người lên trên chùa Vàng nó hành tội cho quay triều đình đây. Sau đó một thời gian hơn một năm sau rồi bắt đầu ông Thích Thanh Minh nói về thầy Đông Lạc cái là thì bắt đầu nhà báo ở Sài Gòn gì đấy nói nên nó mới theo vết chân của oan gia thế chủ đấy. Xong bắt đầu nhà nước mình mới chỉ đạo cho để mà tước hết quý vị của ông ấy đi đấy. Bắt đầu thì nó chỉ kiết giới ông trong vòng có 6 tháng à. 6 tháng thôi mà giờ ông lên làm lại rồi. Rồi chơi gì lại rồi. Ông siêu hình lắm. Ông làm ông biết ông làm gì trong quân đội nội không? Ông làm đại tế quân đội. À. Thử không ông nào dám lật đổ được hết đấy. Công an ấy chứ đâu quân đội. Quân đội nó không tìm đến đâu đến công an. Sao chứ quân đội không bao giờ nó làm như vậy. Quân đội nó không bao giờ nó làm bên xã hội ngoài. Sao lúc con coi mạng nó ông là đại tế quân đội. Đại tá cũng không mạng nó nói là mạng nói. Mạng nói chưa chính xác lắm. Công an nó là vấn đề an ninh xã hội. Thử an ninh xã hội là phải công an. Thử là mấy ông kia không dám lật đổ không? Mấy cái chùa kia là ông làm lớn nữa, là ông làm chức vụ ở tỉnh đó nữa. Ừ. Chức vụ lớn nữa. Là thử là mấy ông kia không ông nào dám lật đổ đấy. Chỉ kiết giới thôi, kiết giới. Báo nó chơi vào đấy một quả. Rồi. Bây giờ ông xấu hổ thường lại rồi quá xấu hổ luôn bình thường lại con nói là thứ nhất trên đời này xúc phạm bậc tu hành chân chính có nói thiệt luôn như một cái người cư sĩ thôi mà họ ăn một bữa họ giữ giới họ biết tu thôi mà xúc phạm cái người cư sĩ đã đủ chết rồi đủ chết rồi vì nó sống bậc thánh mà xúc phạm tới những vị sư nha những vị sư là còn chết nữa mà xúc phạm tới bậc thánh nữa bậc chứng đạo như sư phụ của các sư tu theo chánh pháp đó là con nói cái tội đó con nói muôn đời muôn kiếp luôn mất thân người rồi không bao giờ có được thân người để mà làm thân người luôn. Đừng có nói mà được gặp pháp tu không bây giờ nói là không biết là cứ nói là bậc thánh thì gọi là nhiều người tương tôn như thầy Thích Thanh Minh là bậc thánh nhưng mà nếu mà 10 ni dục nhất thế giới hiện nay mình vẫn thầy vẫn là A1 đúng không 9 tháng mà chưa xem được cái thầy kể về chuyện Trường Sơn chưa kể hết về vấn đề những ngày tháng ở 9 tháng ở Hòn Sơn đâu thì con mới có cái tài liệu là lúc có thầy Hòn Sơn không có giảng mà đó mà khỉ nó mới là ít thôi còn có tài liệu rất nhiều thôi khỉ với lại mấy con cũng thú rừng nó đem đồ lên cho thầy đấy nước tự nhiên ở trên mạch cao như vậy mà có nước chảy ra cho thầy uống đấy. Lúc thầy cũng cỡ đó đấy cũng cỡ đó đấy thầy nói rồi tự nhiên là mang mấy hạt rau lên mà nó cứ đẻ ra rầm rầm cho mà ăn rau cải rau muống đấy có ông sư là có cái thất của ông sư từ lâu rồi ông đã chuẩn bị tu về đấy nhưng mà thời gian là chắc trên đấy là ông bảo nó có ma gọi là ma thiên lãnh ông chạy thoát mất ông thoát mất vì tưởng mà búa ma đấy thế bắt đầu để lại là cái gỗ thất gỗ rồi đấy mang lên trên tận đấy để trồng đấy thì thầy thỉnh thoảng thầy vào nhưng mà thầy không thích nằm trong đấy lắm thầy ra hang thì nằm thích hơn nó vậy thầy kể lại những cái tập đấy kể riêng thầy không có chưa có thời gian là kể hết với chúng đâu đấy. Thầy kể cho mấy người nghe thôi tại cái đó là những cái đó là những cái sự tích riêng thầy không có còn thầy giảng cho đại chúng thầy giảng những cái pháp tu cho nên thầy không có dùng rồi có thì, thầy ngày xưa ở cho nó nói với thầy cũng cỡ nói chứ chỉ lắm mấy người mà mình giảng ở được thôi nhưng người mà yếu mong chứa sợ ma là ở không được đâu rừng rậm hôn sơ cùng đất ngày xưa này nó gớm lắm những cái vị thánh tăng trước thì không biết mình không biết nhưng mình nghe được hai thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 6 tháng tu khổ hạnh đúng không đến lúc là thân xác là nằm không dậy được 6 năm chứ 6 năm khổ hạnh thế nhưng mà bây giờ đến thứ hai cái đời này thực tế thì mình nhìn thấy thầy Thích Thục Nạc là 9 tháng Hòn Sơn mà râu nó dài rốn này không có cạo mà đấy cao như tăng, vậy cao tăng á cao tăng mà suốt ngày là ăn đầu tiên là xuống chân núi là xin núi nó sâu đi xuống đi buổi sáng tối về xuống để xin ít gạo ăn mấy ngày đầu tiên thầy phải bỏ dần thầy bảo là dậy này các con đừng nói là con bỏ ăn một ngày nhá thầy phải tập đây này thầy đang ban ba chén cơm tiếng miền Nam gọi chén miền Bắc gọi là bát thì thầy chỉ là bắt đầu thầy bỏ đi một chén còn thầy ăn suốt hai chén vì gạo nó không có mấy xong rồi bắt đầu lại đi xin xong bắt đầu bỏ hết hai chén đi rồi xong thầy về bảo xin cực quá thầy lại bỏ ăn có một chén thôi ăn chén rồi sau thầy bảo cũng cực quá thế thầy lại bắt đầu ăn rau tập ăn rau
phải tập ăn rau dần đấy, chứ không thầy không bảo là thầy vẫn sợ là vẫn còn tính bây giờ chưa chú chứng mà vẫn sợ là nó bị ức chế cơ thể. Cái thứ hai là ông Phật ngày xưa ông bảo về sau ông còn tỉnh giác, ông còn phước lớn, chứ mình mà bây giờ mà theo như vậy là nguy hiểm. Vậy thầy thầy bớt dần đi đấy. Đấy, qua cái bài này thầy kể riêng cho tu viện ở nội bộ tu viện nghe. Bây giờ mới nghe được những câu thanh của thầy như vậy, viết lại như vậy. Vậy nên cái quyển đó là không có xuất ra ngoài. Thì nghe được thầy kể từng tí một vậy mới hay. Chứ còn thầy giảng đại chúng thì không có thời gian. Mà thầy cũng chẳng giấu gì cái đấy. Cái thứ hai trong đấy có một số vị mà thầy đi tu, những vị nào. Thầy nhìn thầy biết vị nào tu được mà. Ừ. Thầy nhìn thầy nói mà thầy biết ai tu được, ai tu không được luôn. Nhưng mà thầy vẫn biết là ai vô để phá luôn á. Thầy biết là ai họ vô họ ý đồ không làm gì họ phá hay họ biết hết mà. Thầy cũng nói thầy biết thầy hết. Thầy là cá lòng từ, thầy thương yêu. Lòng từ thương yêu. Cho dù là tử thầy á. Vậy không được ơi, cho dù họ phản hay là họ cái phía bán ổng này, mày sau này là ổng vẫn thương yêu người đó. Đó, ổng có thể thứ cho người đó. Vẫn người đó này ổng sau này cá vô xin tu lại ổng có nhận, không phải là ổng đuổi họ hẳn luôn. Nhưng không phải là ấy. Tại ổng cũng có cỡ gì ngày xưa thời Đức Phật bán ông đầu bèo đằng đây đó cũng hại thầy hại hại Phật đó. Phật vẫn biết và vẫn thương yêu thay thứ cho ngày đầu bèo đằng đây. Chứ không có cái gì hết, không biết hay là không có đuổi hay gì hết, vẫn trong vấn cha thôi. Ngày đầu đây này nọ cơ hội người ngày đầu đây đi lúc sau á sửa không được. Cơ hội cha biết bao nhiêu lần mày quay lại.